Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là phe cài hay còn gọi là tai cài ba đợt sốc của Toyota Innova 2008 đến 2010. Dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty TIC tại Thái Lan, và sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguyên vật liệu nhựa ABS cao cấp chuyên sử dụng để sản xuất cho linh phụ kiện phụ tùng ô tô. Và đây là nó thì rất là đơn giản, nhưng anh em có thể nhìn này, với cái chất nhựa của Đài Loan sản xuất thì anh em nhìn nhé, rất là chắc chắn này. Đó, không một vết vỡ gợn luôn. Đó. Vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái phe cài ba đợt sốc của con Innova. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.